Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm bài tập số 4 chương số 3 với 12 nhiệm vụ mình sẽ giải theo phương của mình được như này. Thuế này, tài khoản ngân hàng này, mình sẽ xếp theo kiểu của mình là thế nào, một cách như thế này. Bán đi thì sẽ bán đi thì sẽ là giảm, và giảm thì sẽ có thì sẽ chịu được tăng lên. Mà đây là tờ 33 là mình tăng thì sẽ có còn ngân hàng. Hàng hóa là bao nhiêu đây? Xong. 10% của 1 triệu. Tài khoản ngân hàng ở đây kiểm hay là thanh toán, đã thanh toán thì sẽ tăng đúng không ạ? Mà tăng thì sẽ là
Được. Doanh thu tất nhiên là doanh thu sẽ tăng rồi, nợ thì sẽ có, và thu khách hàng tăng thì sẽ là gì nhỉ? Đó, giá vốn ở đây là tăng, mà tăng thì sẽ là đó, tài khoản ngân hàng 100, doanh thu 1 triệu, và thu khách hàng giá vốn ở đây là 350.000. Các nghiệp vụ khác cũng tương tự như vậy. Bây giờ mình sẽ lọc các loại tài khoản. Vào data, vào remote, vào tài khoản, và mình đã làm ra. Tiếp đến mình sẽ dùng hàm sum xs để tính tổng phát sinh nhượng và phát sinh có nhé. Vừa bỗng nhiên cái gì vậy? Sẽ làm lại. Và cái này cũng tương tự. Và
bài tập của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn.